Uh, hello, Xin chào các bạn, uh, hôm nay thì cô lại xin uh, chia sẻ cho các bạn uh, là khi chúng ta học 214 bộ thủ Nó có dễ hay là khó như một số bạn uh, đã bình luận Thì thật sự ra một số bạn nói rằng là uh, nếu mà nhìn vào sách đọc thì rất là dễ Không thể thuộc được 214 bộ thủ đúng không Nhưng mà uh, cô xin chứng minh bằng cái uh, bản thân và cái khả năng của cô đó chính là uh, Ngày xưa cô đã học cũng rất là lâu rồi nhưng mà <laughs> cho tới tận bây giờ thì cô cũng rất là nhớ tính ra như vậy nó cũng rất nhiều năm rồi mà cô không học lại nhưng mà cô vẫn 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 rất là nhớ bài thì các bạn thấy là xung quanh cô ở đây cũng không có bảng cũng không có một cái gì hết đúng chưa nào đấy và hôm nay thì cô sẽ chia sẻ trực tiếp cho các bạn là xem là 214 bộ thủ nó có khó như là mình nghĩ không nhé và chúng ta thấy rằng là học một cách rất là dễ không có gì là khó cả đúng chưa à ok bây giờ thì cô sẽ đọc cho các bạn nghe 214 bộ thủ trong vòng một tiếng thôi ha À, cứ cho rằng là một tiếng đi, đúng không? Ừ. Các bạn thấy là tại sao chúng ta lại phải học 214 bộ thủ? Bởi vì nó quan trọng đối với uh, chữ Hán, chữ Nho, tiếng Nhật, tiếng Malaysia, tiếng Đài Loan, tiếng Trung Quốc. Đó là cái chìa khóa căn bản Vì vậy là chúng ta phải thuộc thôi đúng không nào Mình không thuộc thì cũng không sao cả Thời buổi 4.0 thì chúng ta có Cái hệ thống máy móc nó hỗ trợ Nhưng mà không lẽ là mỗi lần chúng ta lại vướng phải Một cái chữ gì đó chúng ta lại phải vào Cái hệ thống máy móc đó để chúng ta tìm một chữ một đúng không Tốt nhất thì chúng ta đưa nó vào não bộ Để chúng ta đi ra cho nó nhanh đúng nào? Không cần phải nhớ nhiều như vậy nữa Thì bây giờ cô sẽ xin chia sẻ với các bạn như thế này Bộ một nét là gì À, trước khi các em học 214 bộ thủ thì các em cần phải học về 10 nguyên tắc viết chữ Hán trong xe vàng ngoại ngữ Cô cũng đã để rất là kỹ tại sao chúng ta phải học quy tắc của nó Và phàm làm một cái gì chúng ta có nguyên tắc là bởi vì khi chúng ta dùng một cái nhưng mà ứng dụng cho cả ngàn cái Thì chắc chắn là chúng ta lời chứ không bao giờ lỗ cả Tại vì học sinh của cô là hay so đo tính toán lắm đúng không Tại sao lại phải học nhiều như vậy Không học thì làm sao biết đúng không Mà học rồi thì ứng dụng cả ngàn cái tại sao không học đúng chưa nào đấy đó là những cái lập luận để cho một số bạn lười và là gì hay có cái uh, uh, gọi là lý do chính đáng cho bản thân mình gọi là bào chữa đúng không uh, lười mà bệnh lười chứ còn một khi các em đã dụng tâm dụng công nhất định làm được không bao giờ không làm được chỉ trừ những bạn lười thì cô nói thật với các em cả đời mình cũng không bao giờ biết nó là cái gì cơ đúng chưa nào đây là cô khẳng định luôn tại vì uh, bất cứ các em làm một cái việc gì các em phải có dụng tâm À, khi mình dụng tâm mà nhất định thành công không bao giờ thất bại đó là điều cô khẳng định cho nên nếu mà các bạn muốn học à, tiếng Trung thì các em phải có một cái tinh thần đó chính là gì tự tin khẳng định với chính mình chúng ta có thể làm được của khứa gì à? mấy quần thì đó Hả? Vậy thì để mà chứng minh cho các bạn rằng là 214 bộ thủ có khó như một số bạn nói rằng là tại sao ngu sao mà lại phải học 214 bộ thủ không có đâu các em. Đã. Mình học như thế nó lợi ích, lợi ích ở cái chỗ như thế này này các bạn này. Mình khi mình đã nhớ vào não rồi á, mình phản xạ nó ra bằng tốc độ của vi tính, bằng tốc độ nhanh rồi. Mình không phải cần mở cái vi tính ra mình tra xem là chỗ nào, cái tên này gọi là cái gì, cái bộ này là bộ gì, ghép nó ra làm sao, không cần phải làm như vậy. Vì đó là cái chìa khóa để chúng ta có thể mở ra tất cả các cái chữ Hán khác nhau. Đúng chưa nào? Đấy. Thì hôm nay cô sẽ quay trực tiếp là vì có những một số bạn bảo là không thể nào làm được thì các em thấy xung quanh của cô không có một cái bảng cũng không có một cái phần mềm nào cả, đúng không nào? Đấy. Và cô sẽ xin chia sẻ ngay với các bạn. Đây là phần đấy là cô đã mất 4 phút để chia sẻ với bên ngoài tại sao chúng ta lại phải đưa 214 bộ thủ vào cái tư duy của chúng ta để chúng ta nhớ một cách rất là chuẩn, ok? Vậy thì bây giờ cô sẽ làm ngay thôi. Hả? Đúng vào số 4 đúng không? Số 4 thì cô sẽ đọc cho các bạn nghe và xem cái tốc độ của nó là 24 bộ thủ với cái tốc độ nhớ của chúng ta như thế nào. Đúng chưa nào? Chúng ta cũng hoàn toàn có thể làm được cái chuyện đấy quá là đơn giản. Bởi vì các em còn làm được cái gì nữa nào? Hướng chi 24 bộ thủ là cái gì? Không là cái gì cả, đúng không? Ok, và bây giờ thì cô sẽ xin chia sẻ đọc 214 bộ thủ. Bộ 1 nét nhất một cổn sổ chủ chấm phiệt phẩy ất cong quyết móc bộ hai nét nhị hai đầu đầu nhân người nhập vào bát tám quinh chống mịch che băng băng kỷ ghế khảm há miệng đao dao lực sức bao bọc chủy mũ phương vuông hệ đậy thập 10 bốc bói tiết đốt che hán bờ khư riêng hữu lại bộ ba nét khẩu miệng vi vi quanh thổ đất sĩ học trò truy sau tuy đi chậm tịch tối đại lớn nữ gái tử con miên mấy nhà thốn tất tiểu nhỏ uông gầy thi thay chỉ có non sơn núi xuyên sông công thợ kỷ mình cân khăn can can yêu nhỏ nghĩa mai nhà dẫn bức dài cùng chắp tay giặc bắn cung tên ký đầu con nhím sam long xích bức ngắn bộ bốn nét tâm tim qua gió mát hộ cửa thủ tay chi cành phục đánh khẽ văn văn đầu đấu cân rìu phương vương vô không nhật mặt trời viết nói rằng mặt trăng mộc cây khiếm thiếu chỉ rừng ngạt tàn thù thù vô không bị so sánh mau lông thị họ khí hơi thủy nước hỏa lửa chảo móng phụ cha hà do nhau tường tâm ván tiến miếng nha răng ngưu châu khuyển chó bộ năm nét Huyền đen ngọc ngọc qua dương ngõ ngói cam ngọt xanh sống dụng dùng điền ruộng sơ chân Nạch tật bệnh bắt đạp ra bạch trắng bì ra mãnh đổ sành mục mắt mô ra mát thỉ tên thạch đá thị bảo Nhữ dô chân hòa lúa huyệt hang lập đứng Bộ sáu nét trúc tre mễ gạo mịch sợi tơ phũ đồ sành võng lưới dương dê Vũ lông lão già nhi mà lỗi cày nhĩ tai ruột bút nhục thịt thân với tôi tự mình trí đến cựu cối thiệt lưỡi ngang trái chu thuyền cấn cứng sắc màu thảo cỏ hô vằn con hổ trùng sâu bọ huyết máu hành đi y áo á che đậy bộ 7 nét <laughs> kiến thấy rác sừng ngôn nói cốc hang đậu đậu thì heo chỉ sâu không chân bối sò xích đỏ tẩu chạy túc chân thân mình xa xe tân cay thần thìn xước đi ấp thành ấp dậu gà biện phân biệt lý dặm bộ 8 nét kim vàng trường dài môn cửa phụ gò đất đãi kịp chư chân ngắn vũ mưa thanh xanh phi trái bộ 9 nét <laughs> bộ chín nét lá gì rồi thế rồi, quên rồi hỏng rồi hả bộ tám là kim vàng trường dài. thế bộ chín là cái gì bạn nào nhớ được bộ chín nét bạn nào nhớ được cho cô nào cô đã dạy rất rất là nhiều rồi đúng chưa nào à bộ chín nét là chữ gì đâu các bạn ừ. bộ diện này các em nhìn là diện mặt nhá ừ. một 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Đấy chưa? Vậy thì cái bộ này rất là khó nhớ các em Các em chỉ nhớ cái khuôn mặt của mình Mặt mình có mắt, có mũi, có miệng Có vậy thôi Diện mặt, cách đổi vi, trái, cửu do hẹ Âm tiếng, hiệt, đầu, phong, gió, phi, bay, thực, ăn, thủ, đầu, hương, thơm Bộ 10 nét mã ngựa, cốt xương, cao, cao, tiêu, tóc, đấu, đánh, sưởng, rượu, cách, nồi, quỷ, ma Bộ 11 nét là chữ gì các em? Ngư, cá, điểu, chim, lỗ, muối, lộc Nai, mạch nút tẻ, ma gai Bộ 12 là gì? Bộ 12 nét là gì? Hoàng vàng thử nó nếp hắc đen chỉ may vá Bộ 13 mảnh gì? Mảnh cố gắng đỉnh cái vạc ba chân cổ cái chống thử con chuột Bộ 14 tị mũi tề đều Bộ 15 xỉ răng Bộ 16 long rồng quy rùa Bộ 17 nét lá gì các em? Ừ? Xỉ răng đúng không? À bộ 17 nét lá gì? Bộ 15 là xỉ răng Bộ 16 là gì? À, long rồng quy rùa Bộ 17 là dược kèn có hết đâu. Hoặc là uh, có những cái chỗ người ta nói là dược là cái uh, sáo Đúng không? Sáo ba lỗ Mà nói tắt là kèn nó nhanh Ủa, kẹt nó Như vậy thì rất là dễ mà kể cả là viết các vậy em thấy không? Nếu mà cô viết thì chưa đầy 10 phút, nên cô nói chân tình như thế. Cho nên là các em thấy Chút nó rất là tích tắc thôi. Nhưng mà nếu mà mình không học ấy, thì cô nói thật với các bạn cả một năm, 2 năm, 3 năm nó vẫn còn nguyên đó. Đúng chưa nào? Đấy. Thế thì các em thấy rằng là thậm chí khi các em học mà các em muốn học nhanh ấy, thì các em đưa cái tay ra như thế này này, đưa tay ra như cô hả? Nhất một cổn sổ chủ chấm phiệt phẩy ất cong tuyết móc ấn triển tan ở đây mà khi các em đưa vào cái hệ thống não bộ của mình mình phát ra ngoài ấy, mình làm rất là nhanh và mình dịch cũng rất là nhanh vì sao cô lại nói như vậy <laughs> tại vì là bản thân của cô đã làm như vậy rồi cho nên khi mà đi học ấy ha, khi mà học với tất cả các cái dạng thì cô nhìn thấy rất là dễ và rất là nhanh các em thấy không đấy xung quanh cô là không có một cái bảng gì cả đúng chưa nào không có một cái bảng gì đâu đấy cho nên các em hoàn toàn có thể tự tin mà đến nay là đã có 8 phút đúng không chính tính ra là cô đọc có chưa đầy 4 phút tại cô chưa 4 phút cô giao tiếp với các em đúng chưa nào? đấy. cho nên là các bạn mà học tiếng Trung ấy, <laughs> các em phải có bí kíp, tức là các em phải có nấc thang, có 5 cái bước căn bản nhất mà các em phải thực hiện theo, thì nhất định các em thành công trong tiếng Trung. We shall learn nào. ờ, số 7 nào, các bạn muốn gì? Tức rồi, muốn gì? à, các bạn biết rồi. à, nếu các bạn không biết à, thì sao Các hàn chữ này phải đọc như thế nào? không thể nào như vậy được, đúng không? Đúng không? 最重要就是方法的，啊，方法，啊，方法是什么意思啊？啊，如果你没有方法，哈、啊，怎么能得到汉语？他们问你，你会说汉语吗？我不可能说了，为什么呢？因为我学很多很多，但是我不可能发音呢？怎么发音呢？不可能发音，对吗？啊？ à,没问题的,哈,慢慢学啊,记得,你们的方法怎么样,就怎么样了,真的,à ở đây cô muốn nói á là các em muốn học một cái cái gì cũng thế thôi, thì các em phải xem cái phương pháp học tập của mình nó đúng chưa, và cái tiến độ học tập của chúng ta nó đã đúng chưa, à, khi mà các bạn học như vậy á, thì các em cảm thấy nó hoàn toàn rất là dễ dàng. Đúng chưa nào? Đấy, nó không có khó khăn đâu. Tại vì sao? Vì bản thân của cô đã từng đi như vậy rồi. Và cô đã rút được cái 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 tiến độ thời gian rất là ngắn. Nhưng nếu mà cô nói thật với các bạn đấy mà mình không có phương pháp học á, 3 năm, 10 năm, thậm chí là 20 năm, thậm chí là có người cả cuộc đời vẫn không có một đầu ra. Đấy. Vì vậy các em á, nếu mà biết á, thì chỉ có mấy phút thôi nhưng không biết đâu. Nếu mà có cái, cái, 214 bộ thủ cô xin cam kết với các bạn là cô đọc có 4 phút thôi. Nhưng nếu các bạn mà không biết 4 năm vẫn chưa không đọc được, vẫn không học được. Các bạn cứ thử đi, các bạn cứ thử đi xem lời nói của cô giáo có giá trị hay không. Rồi xin thân ái chào tạm biệt. Nếu các bạn cảm thấy nó 214 bộ thủ cực dễ thì các em có thể comment phía dưới cho cô. Nếu cực khó các em có thể comment phía dưới cho cô và cô có hướng để giải quyết và chia sẻ với các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt.